thì sáng hôm nay Hà Minh có điện cho em cũng có một cái tin mừng, thì em cũng đang có mặt ở đây để mà tới để coi bạn Hà Minh có tin mừng gì với em, thì nói nghe đâu là có một khán giả gì cũng đã gửi cái gì cho em và Hà Minh đâu, quý cô chú anh chị. Ôi bạn khỏe không? Sáng mang điện cho mình có chuyện gì mà gấp vậy? Bạn nói khán giả nào gửi cho mình điện, cái gì hả? Điện là có tin vui. Tin vui hả? Em cũng chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn đang xem trên kênh của Quang Vlog 78 và kênh Hà Vinh nha cô chú. Thì buổi sáng ngày hôm nay là cũng có cô Việt Kiều Mỹ là xin được giấu tên. Thì cũng có gửi một cái số tiền đến cho là bạn Quang Vlog 78 nha cô chú. Thì cái số tiền cô chú anh chị là 5 triệu đồng nha cô chú. Thì tụi em cũng rất là bất ngờ luôn. Ôi. Khi mà cô Việt Kiều Út xin giấu tên á, là cũng gửi tặng, nói rằng là thấy mấy anh em quay trước nhà chị Loan á, là cũng khổ nắng mưa, thì cũng muốn gửi một cái phần quà gì đó để cho anh em uống nước đó, rồi cùng đồng hành với chị Loan đến cái ngày mà cuối cùng để cho là mẹ con của cô Sáu dọn những cái đồ đạc ra khỏi nhà. Rồi lúc đó là chị Loan ổn định cái cuộc sống á, thì bắt đầu là anh em mới rời đi, thì cũng rất là vui luôn. Thì đây là cái số tiền, thì em cũng xin phép là được cũng lấy số tiền ra để gửi cho là bạn Quang 18 Vlog nha cô chú. Dạ đây cái số tiền là 5 triệu nha cô chú, thì em cũng xin phép là được điếm luôn. Đây. Mình cảm ơn trước tiên là mình phải cảm ơn một cái nói chung là rất là vui sao mà bị dấp, thì xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ cho hai cái kênh YouTube của tụi em Hà Vinh Vlog và Quang Vlog 78, và cũng chân thành cảm ơn tới một khán giả đã và yêu thương gửi một cái số tiền khủng tới cho anh em của tụi em để làm lộ phí đi tới đi lui để quay và chia sẻ ở trước nhà của chị Hồng Loan trong những cái ngày vừa qua. Thì đây là một cái tinh thần mà nắng mưa mà những anh em đã dành tới cho chị Loan để chia sẻ và truyền tải, thì cũng mong bà con cô chú anh chị của mình yêu thương ủng hộ mấy anh em của tụi em. Thì hôm nay là em nhận được cái số tiền khủng này thì nói chung là cũng rất là lúng túng bà con cô chú, cũng mong cả nhà mình thông cảm cho em ha. Thì chân thành cảm ơn chị đó rất là nhiều, mặc dù là chị giấu tên hả bạn. Dạ đây là cô khán giả là cũng giấu tên, thì nói chung là cô cũng không có muốn cho biết tên đâu vậy, thì mình cũng tôn trọng, thì cũng cảm ơn đến cô khán giả giấu tên cũng đã gửi một cái phần quà rất là lớn đến. Thì đây em cũng xin phép là được trao, thì đó. Dạ, đây cảm ơn anh. Cũng đây là cái số tiền 5 triệu, đây là cũng là một cái điểm lại luôn mấy bạn, cái gì cho nó chắc ăn nha, cho qua tay là không chịu trách nhiệm nha. 4, 5. Dạ, thì em đã nhận đủ cái số tiền này và cũng cảm ơn khán giả đã yêu thương ủng hộ cho em trong suốt thời gian qua. Thì đây là một cái số tiền khủng mà anh em có thể sẽ trân trọng hơn, thì sẽ làm những cái việc nó có ích hơn cho cái số tiền này. Thì cũng cảm ơn chị đã thương yêu quý những anh em của tụi em ha, chân thành cảm ơn, chúc gia đình của chúng ta thật là sức khỏe. Đó, thì quý cô chú anh chị mình cũng biết mấy anh em của tụi em là hiện tại bây giờ thì cũng còn có vài anh em ở trước nhà của chị Loan thôi, thì còn bao nhiêu thì truyền tải bấy nhiêu, còn một số anh em khác thì đã đi quay những cái khác để chia sẻ tới cho bà con cô chú anh chị của mình rồi. Thì ở đây thì còn được mấy anh em thôi bà con cô chú, nhưng mà cũng vẫn tiếp tục với chị Loan. Thì nghe đâu là tháng 6 này thì chị Loan và mẹ con cô Sáu sẽ phải giáp mặt tại tòa để giải quyết một số câu chuyện ha, để cho chị Hồng Loan đâu đó ổng thỏa hết làm ăn buôn bán, và con cô chú còn mấy anh em của tụi em cũng sẽ sát cánh cùng chị Loan để mà giải quyết hết cái vụ việc mà drama này. Sau đó tụi em cũng sẽ đi những cái nơi khác quay những cái khác cho bà con cô chú anh chị của mình xem tiếp, và cả nhà mình ủng hộ cho hai anh em tụi em ha. Thì còn cái ngày mà chính xác nhất chị Loan và mẹ con cô Sáu sẽ giáp mặt tại tòa là cái ngày nào trong tháng 6 thì chính thức là tụi em không biết ha cả nhà. Cái này là phải để cho chị Loan thông báo thì tụi em mới biết đó. Còn tụi em ở đây thì coi như là có những cái mặt hàng gì đó buôn bán, hay là chị đi ca hát ở đâu đó, hay là có những thông tin gì như là cái bộ ba tam tai thằng khám tử cung kia, và cái chị mà đã từng là reo rắc những cái tai họa tới cho chị Hồng Loan là du quan cháu họa du khống rồi này kia nọ, thì cũng đã im rồi. Hiện tại bây giờ chỉ còn có thằng em trai khám tử cung mình thôi, thì tụi em cũng sẽ chăm sóc cho em này đặc biệt hơn bà con cô chú đó. Trong cái thời gian vừa qua nói chị đi rất là nhiều, thì tụi em cũng đang ở đây và chia sẻ đó để chờ em nó tới, rồi nếu mà để soi mói về gia đình của nhà chị Hồng Loan. Thì bạn có ý kiến gì không bạn Vinh,
À, nói đến cái anh Ám Tư Lùng này thì hiện tại bây giờ anh rất là bức xúc về cái anh này luôn. Nghĩ sao á, là chị Loan hiện tại bây giờ là đang bán cái mặt hàng đó là xoài, thì buôn bán là phải có lời cho anh. Mà anh lên anh nói rằng là buôn bán một ký xoài lời đến 10.000 đồng hay 20.000 đồng. Ủa, bây giờ mình kinh doanh mà buôn bán phải có lời mới có tiền nuôi nuôi con rồi ăn học chứ, chẳng lẽ buôn bán lấy hàng giờ buôn bán lỗ ai lấy lên làm gì anh? Đây đây thì mới đây anh ấy cũng có đăng một cái dòng trạng thái lên như vậy bà con cô chú, thì để mình đọc gửi tới cho bà con cô chú rồi sau đó mình tiếp tục trên cái video clip của hai anh em mình ha. Hả? Mấy đứa đánh phá sớm muộn gì cũng trả giá, đây là giá niêm yết trên sản phẩm Shopee chưa bao gồm phí vận chuyển của nông trại nấm xanh. Hả? Khám tư cung bán đúng giá, miễn phí ship vận chuyển để lấy tiền cất nhà cho bà con và những người không cam tâm là dẫn dắt là nói giờ chị Ni quý cô chú anh chị. Thì trong cái vụ việc thằng em trai này nó bán cái giống gì thì tụi em không biết, cái đông trùng hạ thổ hay là cái gì đó thượng cổ gì đó thì tụi em không biết, nhưng mà chị Ni là không có dính dáng vô cái vụ việc này quý cô chú anh chị. Chẳng qua gì đó, nó bán như thế nào đó, thì trên cộng đồng mạng của chúng ta mà một số người người ta không thích đó, người ta vô người ta làm những cái chuyện mà không hay với em trai này, thì em cũng đừng có mà đổ qua cho bên chỗ anh Linh Tý với lại mà chị Ni, nó không hay đâu em. Mình lớn rồi mình nói là phải có sách mách có chứng, không chị Ni không có dính dáng vô cái vụ việc em làm ăn buôn bán, nhưng mà em là lại dính dáng vô cái vụ việc nhà của chị Hồng Loan. Bởi vì sao? Em đang cây cú chị Loan là không bán cho em những cái mặt hàng như là tôm khô hay là những cái mà mật ong đồ này kia nọ, thì cái vấn đề giữa em với chị Loan làm ăn buôn bán cho anh không có đụng chạm gì tới cái công việc cuộc sống hết. Đó là cái tôn nghiêm của mấy anh em làm cái kênh YouTube ở trước nhà, đặc biệt cái vấn đề làm ăn buôn bán của người ta mấy anh em ít đụng vô lắm, không. Nhưng mà cái vấn đề mà để em lên em vu khống cho người ta là anh thấy là không ổn rồi. Khám tư công anh nhắn nhủ em về nè, em nói em buôn bán những cái đó để em lấy tiền xây cất nhà cửa cho bà con cô chú đúng không, đó là những cái việc thiện là em phát tâm em làm. Nhưng mà để mà em vô lên trên cộng đồng mạng để em bôi nhọ con gái ông Năm và bôi nhọ chị Hồng Ly, em đã từng gắt ghém cái hình của chị Ni với lại một sư cô đó, là những cái hành động là nó đã không đúng, nó đã trái với lại cái lương tâm đạo đức của em. Khi em nói em làm thiện nguyện thì em nên nhìn nhận lại và sâu sắc hơn một tí xíu khi mình làm cái kênh YouTube truyền thông. Trên cái kênh của em trước kia được rất là nhiều bà con cô chú anh chị mình ủng hộ, bởi vì sao? Em nói lên những cái tiếng nói và binh vực diện ra ông Năm. Nhưng mà nếu mà một khi không binh vực nữa thì thôi chúng ta có thể rút lui, chứ đừng làm những cái trò bẩn bựa đó. Em ghép hình chị Ni với lại một sư cô thì thật sự em làm như vậy là có thấy tội nghiệp quá nhiều không? Trong khi đó chùa chiền là cái nơi mà người ta tu hành, chứ không phải cái nơi để cho mình gán ghép những cái này gán ghép cái kia. Em có thể em gán ghép vào những hình khác thì anh không thể nào anh nói em được, đó là cái cách của em làm việc để em bôi nhọ người ta. Nhưng mà để mà em gán ghép vô những cái mà với những vị sư đó thì thật sự anh nói thẳng với em là cái người mang tội chứ không phải là chị Ni đâu. Và nếu em nói em đã có được bằng chứng mà tai nghe tận mắt mà chị Ni vào nhà người ta để rinh cái sắt, thì anh xin hỏi em nè, với cái bản chất con người của em có chịu buông bỏ cho người ta hay không, hay là em làm tới nơi? Bởi sao chị Ni đã từng ủng hộ cho chị Loan rất là nhiều và cũng đã từng hạ bệ em và cái chị đầu heo kia, phải không? Và cái chị mặt trời lặn mặt trời tây mà bây giờ đã bỏ của chạy lấy người, bỏ em với lại cái chị mà đầu heo kia lại rồi đó. Thì em nghĩ đi, cái bộ ba tam tai của em thì đã tan đàn sẽ ngé rồi, giờ còn một mình em thì em quậy lấy làm cái gì? Nó không có được cái gì đâu, mà tới cuối cùng rồi á em sẽ là người mang quả. Và hồi sáng nay trên cái đường like của em nói sao, em nói là em chấp những cái kênh YouTube ở trước nhà và số nhà số 5 kiện cáo em, xin lỗi em nha, ở đây không ai kiện em đâu, thật sự đâu có cần kiện em làm gì, và chưa tới lúc để kiện em, thật sự chưa tới. Tại vì bây giờ hiện tại bây giờ là chị Loan và chị Đi cần giải quyết tại cái căn nhà số 5 đường chị Điểm đó, giải quyết triệt để với mẹ con cô Sáu sao đó, sau đó rồi sẽ tính tới chuyện trăm năm với em cứ yên tâm nha. Em chạy trời khỏi nắng đâu, em cứ lên em hô hào ta đây cho nó cố vô rồi tối cuối cùng rồi quạt nước chào thân thôi, phải không? Thì tới đây cũng xin phép và kết thúc video, cũng mong bà con cô chú anh chị của mình yêu thương và ủng hộ cho hai anh em tụi em ha cả nhà. Đây chân thành cảm ơn cái số tiền mà bà con cô chú anh chị của mình, một chị ở bên nước ngoài đã gửi về cho anh em của tụi em, cảm ơn rất là nhiều. Đây là một số tiền khủng cho bà con cô chú, xin phép kết thúc video.